Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, tổ chức lễ cúng dường trai tăng và phóng sanh. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng, nghiêm trì tịnh giới, không ăn phi thời. Thời gian ngày 30 tháng 10 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Tân Sửu, tại chùa Quan Thế Âm hôm nay được sự chứng minh của ân sư thượng giác Hạ Nhàn và cho phép hôm nay được cúng dường trai tăng do Phật tử Kiều Thị Mớn pháp danh Diệu Âm Thanh Triển cúng dường hồi hướng cho hương linh mẹ là Nguyễn Thị Ổn pháp danh Diệu Âm Liên An, cầu nguyện cho hương linh Cao Đăng Phật Quốc ngưỡng nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ được siêu sanh miền cực lạc, cầu nguyện cho quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng là lý do trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về sự chứng minh và chỉ dạy hôm nay, chúng con nhiệt liệt xin trân trọng giới thiệu có ân sư thượng giác Hạ Nhàn có về tham dự chứng minh trong buổi lễ trai tăng ngày hôm nay. Chúng con xin thành kính giới thiệu. Và chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu có thượng tọa Đạo hiệu Thích Quang Minh trụ trì chùa Đậu, thành phố Hà Nội có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu. Và chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu có chư tôn đức tại chùa Quan Thế Âm có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ trai tăng ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy tăng người thầy chí cả, thay thế tôn truyền hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ môn cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đảnh lễ và cung thỉnh ân sư thượng giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ mạng cố ban đạo từ cho đệ tử chúng con được trường thừa công đức. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng, ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thích Minh Quang trụ trì chùa Đậu thủ đô Hà Nội. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay có cái buổi lễ phóng sanh cúng dường trai tăng do cô Phật tử cúng 49 ngày. Thêm thế nữa có gia đình Nguyễn Thị Loan pháp danh Hiền Ngọc ở Kentucky, Hoa Kỳ phát tâm cúng dường trai tăng 50 triệu hôm nay, rồi phóng sanh in kinh cúng dường Tam Bảo. Thì mỗi lúc trước thì Giác Nhàn giảng hay truyền trực tiếp họ xem, tuy nhiên hôm nay thì cái hệ thống trực tiếp nó không ổn định, cho nên Giác Nhàn giảng và chứng minh cái buổi lễ trai tăng xong rồi làm một cái video để gửi sang bên Mỹ cho họ xem. Thưa quý vị, hôm nay đó là ngày 30 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Tân Sửu. Coi như pháp hội của mình mãi đến hôm nay mới có một cái buổi lễ phóng sanh lớn và cúng dường trai tăng. Vì trong lúc vừa qua dịch bệnh, cho nên Giác Nhàn cũng không có lên trên này giảng và cũng không có làm lễ gì lớn cả. Ngày hôm nay nhân tiện trong cái buổi lễ 49 ngày của vị hương linh
Và Phật tử ở bên Nam Mỹ cúng dường trai tăng thì Giác Nhàn có vài lời chia sẻ cho đại chúng, sắc tấn đại chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, với pháp hội của mình đã thì từ năm 2007 bắt đầu mở cái phòng hộ niệm. Lúc đó chỉ có cái phòng bé tí, chiều ngang 4m, chiều sâu 6m. Khi khởi niệm lập cái pháp hội thì lúc đó cũng còn sơ sài, đơn sơ, máy tôn che, chỉ có 4-5 người ở trong đó niệm Phật. Sau đó rồi có cái phòng hộ niệm đó thì cũng có một vài ca vào. Thì mãi đến hôm nay thì cái phòng hộ niệm của mình gần như là quá tải, nó nhỏ. Và số lượng người trong ban hộ niệm cả 100 người, mỗi lần chia ca chỉ có được 20 người thôi. Quý Phật tử cũng phải ra bên ngoài để mà ở, chứ không có cái nơi lỡ 1-2 giờ khuya hộ niệm để mà mình lưu trú lại. Vì vậy cho nên một số quý Phật tử ở các nơi họ cũng có cái tâm nguyện sau khi chùa của mình đất tôn giáo cũng như mọi việc ổn định, họ sẽ phát tâm để cúng dường mình xây một cái phòng hộ niệm. Cái đây là cái mơ ước cũng 10 mấy năm rồi. Vậy nên hôm nay cũng đủ nhân duyên có Thượng Tọa Thích Quang Minh chủ trì chùa Đậu. Thượng Tọa cũng có cái tâm nguyện muốn lập một cái phòng trợ niệm tại nơi chùa Đậu. Hồi nãy giờ hai anh em cũng ngồi nói chuyện. Thì cái việc mà xây dựng một cái đạo tràng thì trong đó nó có hai cái mảng chính. Thứ nhất là phải có một cái đạo tràng cho người mạnh khỏe, người còn sống họ tu tập. Mình lấy cái nhân sự từ cái đạo tràng mà những người còn sống tu tập mà mạnh khỏe đó đó, để họ kết duyên trong ban trợ niệm. Vậy cho nên mình phải lập một cái đạo tràng cho Phật tử tu. Bước đầu Giác Nhàn chỉ có 4-5 người thôi. Sau đó rồi có được cái nhân sự những người về chùa tu á, rồi mình lấy từ cái nhân sự đó bắt đầu làm thành cái ban hộ niệm. Thì ban hộ niệm này tùy theo cái duyên của mình, có thể 20, 30, 50, 100, 200, tùy theo cái duyên của mình. Thì Tổ sư Ấn Quang nói rằng là thành tựu chánh niệm cho một người vãng sanh, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, công đức này lớn lắm. Vậy cho nên ở pháp hội của mình đó thì cái duyên mà cái phòng hộ niệm đó thì tiễn đưa rất nhiều ca, và đặc biệt là mình tiếp nhận họ không có một điều kiện. Chỉ có điều kiện là gia đình họ đồng ý hết, và cái người vào hộ niệm đồng ý, chứ không có đề cập đến cái điều kiện về kinh tế, kinh phí phải bao nhiêu. Thêm đó nữa là tạm trú tạm vắng để xin giấy báo tử ổn định được là mình nhận thôi. Trừ trường hợp bị lao hoặc là bị truyền nhiễm thì mình không dám nhận. Vì vậy cho nên anh em huynh đệ ở tại đây đó, về cái vấn đề hộ niệm đó thì có giao cho thầy Thiện, rồi chú Hiền, một số mấy anh em mình đó, thầy phải quan tâm chăm sóc những người được vào trong hộ niệm giống như người thân của mình, như người nhà của mình. Thì cái việc hộ niệm nó mới có được cái kết quả. Chứ nếu mà mình thấy những người đó xa lạ, không phải là người thân của mình, hoặc giả mình làm theo cái trách nhiệm bổn phận, thì Tổ sư Ấn Quang nói nhân thì có mà quả thì không. Chỗ này sâu sắc mấy anh em để ý. Làm cho vì cái bổn phận thôi, vì cái công việc chùa giao, chứ không phải vì một cái tâm huyết mình để vào trong đó đó, thì cái nhân mình để hộ niệm thì có, nhưng mà cái quả để mà mình có được cái công đức để mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đến lúc lâm chung có người trợ niệm lại cho mình á, thì cái quả này nó nhỏ bé lắm. Cho nên thành ra trong ban hộ niệm phải hết lòng hết dạ xem tất cả những người đến chùa mình, đây là một cái nhân duyên thù thắng thân bằng quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp, hôm nay họ mới đến với mình, cho nên mình phải hết lòng chân thật lo lắng cho họ.
Đó là cái việc mà hôm nay Giác Nhàn nói một chút xíu về cái việc mà để trợ niệm, cũng giống như là cái hương linh mà 49 ngày thì sở dĩ hôm nay họ cúng dường trai tăng bỏ tịnh tài ra chung với Phật tử ở bên Mỹ đó. Họ cúng 30 triệu chung với Phật tử bên Mỹ hôm nay. Sở dĩ họ cúng như vậy là mình giúp đỡ cho người thân của họ ra đi thanh thản nhẹ nhàng, thân tướng mềm mại, và lúc ra đi các căn vui vẻ, nhìn rất hoan hỷ, thì tự động họ phát tâm cúng dường trai tăng. Cái đó là nó đúng như lý như pháp. Chứ khi mà mình vừa vào họ đến mà mình đặt điều kiện là phải bao nhiêu tiền, phải điều kiện về kinh phí đó, thì nó sẽ làm cho họ phản ứng và họ sẽ không hài lòng. Và đúng theo thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói là khi hộ niệm thì dẫu cho một miếng cơm, miếng nước mình cũng không có uống, mà cũng không có làm phiền phức đến gia đình mà mình đang hộ niệm, thì mới đúng như lý như pháp vấn đề hộ niệm. Còn một số quý Phật tử gia đình họ được hộ niệm xong, họ phát tâm họ cúng dường tịnh tài cho mình á, thì hôm nay Giác Nhàn cũng có cái quy định luôn là thôi, pháp hội của mình lo đủ hết rồi, mấy anh em mình cơm ăn áo mặc tiền xe cộ, khi gia đình có hữu sự về thăm gia đình cha mẹ mất, tất tần tật mọi thứ đã lo hết, thì mình lấy cái quỹ đó, cái tiền mà người ta cúng trong ban hộ niệm như lúc trước thầy Thiện hay thưa lại đó, thì mình gồm vào trong quỹ của Tam Bảo chung luôn. Khi mà mình có ý niệm như vậy thì mình không có trông chờ người ta cúng dường khi mình hộ niệm xong. Cái chỗ này rất là hay. Cho khi có một người cúng, hai người cúng, hôm nay Giác Nhàn nói điều này để một số cái Phật tử ở đây và một số các cụ, các cô Phật tử đang ngồi bên ngoài chánh điện đó. Và sau khi xong cái đĩa này rồi, mọi người biết rằng là cứ hộ niệm xong cho người thân của mình thì tùy hỷ, tùy theo khả năng của mình cúng dường Tam Bảo, chứ không cúng riêng cho ban hộ niệm hay riêng cho ai hết. Bởi vì cái giới thứ 10 trong Sa Di là không được giữ tiền. Cái giới thứ 9 là chùa mình làm tương đối là ổn rồi, đúng không? Tuần trước Giác Nhàn cái giảng nói về cái việc mà 10 giới Sa Di, tuy rằng các chú còn là tịnh nhân, là cư sĩ, chưa có xuất gia, thì mình cũng phải học cái giới của Sa Di và hành cái giới của Sa Di, là giới thứ 9 không ăn phi thời, không ăn chiều. Tuy nhiên có một số các vị thượng tọa quý thầy, vì công việc Phật sự làm việc nhiều, thì các vị cũng tùy duyên mà dùng theo khả năng ăn của cái cơ thể của mình, tùy theo cái sự sinh hoạt trong cơ thể của mình mà các ngài dùng. Nhưng mà nếu mà đến một cái nơi yên tĩnh, mình chỉ tu như ở đây, không có Phật sự gì nhiều, không có phải lao tác công việc buổi chiều á, thì có thể mình nhịn buổi chiều thì rất tốt cho sức khỏe. Hôm trước giờ mấy anh em thấy rồi đó, sáng hôm nay thì có cô Hằng ở Hà Nội, cô nhắn tin vô, cô nói thưa sư phụ, con đã nghe cái đĩa ăn uống dưỡng sinh theo lời Phật dạy, hai ngày hôm nay con không ăn chiều, con thấy khỏe cái bụng, con dạy tu con không có hôn trầm, con thích quá, con cầu nguyện Phật gia hộ và đại chúng ở chùa Quan Âm gia hộ để con giữ cái giới này suốt đời. Sau đó là có một cô giáo bên cô bà Nga bên Đắk Lắk cũng nhắn tin qua nữa, kêu con mấy ngày hôm nay nghe cái đĩa rồi con phát tâm không ăn chiều, có bột chỗ nào đó bán, hôm bữa nghe sư phụ giới thiệu thì giới thiệu để cho số điện thoại con mua, thì Giác Nhàn nói không, ở chùa hôm nay tự xay ra ngũ cốc rất là ngon để tặng cho con. Những người nào mà không ăn chiều mà muốn uống bột thì ở chùa sẽ làm bột ngũ cốc gửi đến tận nhà để cúng dường. Thì hôm nay cả chùa mình ở trên này với ở khu chiên tu, các cụ và tất tần tật mọi người là chiều đóng bếp. Thì hôm qua chú Sơn, chú Thanh Sơn, thì chú nghe Giác Nhàn giảng về hai cái giới, đó là giới thứ 10 không giữ tiền và giới thứ 9 không ăn chiều. Chú còn đâu khoảng 5 triệu chú lấy chú đưa luôn. Còn thầy Tịnh thì hôm bữa vừa giảng xong khu chiên tu là còn 300 ngàn thầy cúng dường luôn. Hai cái điều này hôm nay anh em lưu tâm. Hôm nay là cái ngày khai duyên lần cuối, cũng như là không còn lần nào nữa hết. Đó là trai tăng chỉ có ẩm thực ăn uống hoặc giả mua quà tùy theo quý Phật tử phát tâm mà Giác Nhàn cùng với ban trì sự để mà mua quà hoặc là thức ăn cho quý thầy quý chú, chứ không có phong bì nữa. Thì hôm nay có cô đó cũng chuẩn bị phong bì thì thôi cứ nhận thôi, nhưng mà về sau thì trai tăng không có phong bì nữa. Nói như vậy để quý Phật tử trong này cũng như là ở ngoài chánh điện cũng như là nghe cái đĩa này đó, thì mình sẽ lấy cái tiền phong bì và khi có cúng thêm á, thì sẽ sung vào cái quỹ in kinh. Ngày mai là có một cái cuốn sách của Tổ sư Ấn Quang là Pháp Ngữ Lời Vàng Thi Kệ Tốt Yếu cúng dường cho anh em huynh đệ, và mới in 2000 cuốn kinh A Di Đà Phổ Môn Ngũ Bách Danh, hầu như mình sung vào cái quỹ in kinh. Tổ sư Ấn Quang suốt cuộc đời
tiền của Ngài là in kinh là chính, in sách là chính. Rồi đồng bào lũ lụt Ngài đem đi để Ngài tặng cho họ. Nếu anh em có được 200, 300, 500, 700 gì đó thì bắt đầu nó sẽ suy nghĩ để mua cái gì đây, mua cái gì cho tư riêng mình, chứ còn đối với Tam Bảo thì đã lo xong đủ hết rồi. Thì hôm nay để nhắc lại cái việc mà cái giới thứ 10 không giữ tiền và giới thứ 9 không ăn chiều đó. Tuy nhiên một số mấy anh em ở đây, nếu mà buổi chiều mình lỡ có công việc của Phật sự, của Tam Bảo, đổ bê tông hay làm cái gì nặng, có thể khai duyên cho mình dùng gói mì, hoặc là có người dùng bột, hay là có người dùng cháo, hay là đói quá chịu không nổi ăn miếng cơm, rồi hôm sau bắt đầu mình trở lại cái giới của mình. Nhưng mà riêng như là thầy Long thì thầy một năm thầy nhịn với đó rồi, thì thầy làm đổ bê tông nặng là thầy cũng không uống miếng bột luôn. Quyết định là buổi sáng thì mới uống, dậy sớm 1-2 giờ vậy thầy uống một chút thôi, chứ buổi chiều là thầy dứt đây cũng cả năm. Thì mới gần lại đây thì Giác Nhàn có giảng hơn 1 tiếng đồng hồ về cái lợi ích không ăn chiều, cái giới thứ 9 ăn dưỡng sinh theo lời Phật dạy đó. Thì hôm nay mới có 4-5 ngày mà hơn 13.000 người ở trên YouTube họ xem, có kết quả. Thì hôm nay cái việc mà Giác Nhàn muốn chia sẻ với đại chúng thì nó cũng không có cái gì là cao xa như buổi giảng. Thì ngày mai thì có cái buổi giảng ở dưới viện chiên tu thì 8:30 bắt đầu giảng đó, thì sẽ nói đầy đủ hơn về cái pháp môn tịnh độ, về giáo dục gia đình, giữ lòng thành kính, bảo thân tiết dục, rồi niệm Quan Âm, trì trần chú đại bi, niệm Phật đúng theo trong văn sao, thì ngày mai sẽ nói nhiều hơn. Hôm nay không có thời gian nhiều, Giác Nhàn chia sẻ một vài những cái điều nó cũng chung quanh về cái việc mà mình giữ được cái giới của Phật. Trong văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói câu này, anh em lưu tâm, những cái câu gì hay là mình phải để trong tâm. Như hôm bữa thầy Phiên thì nói cái câu mà niệm Phật một câu tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử. Chỉ cho người ta một câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật bằng cúng dường 7 báu suốt 100 năm, chí thành niệm Phật không bệnh gì không lành. Thì kêu cái câu này nó quá hay, phải khắc vào trong bản, hoặc ghi vào trong một cái cuốn sổ tay, hoặc mình khắc vào trong cái bản để mình treo. Cho như là trong văn sao là gần như là những cái lời pháp ngữ của Tổ sư Ấn Quang, mà Ngài Hoàng Nhất là cái thời đó là Ngài tông thông giáo rất giỏi, nhưng mà nhất cử nhất động nhập thất, hay là chép mà chích máu chép kinh, hay là làm bất cứ chuyện gì cũng đều hỏi qua Tổ sư Ấn Quang. Kinh khủng như vậy. Cho nên cái bộ văn sao thực sự là một bộ sách mà từ khi bên Mỹ năm 2016 bắt đầu 17, Giác Nhàn 4-5 năm hôm nay truyền bá cho mấy anh em, thì càng đọc vào càng thấy hay, tuyệt. Coi như là những cái điều pháp ngữ của Ngài là không phải chê vào đâu, rất là tuyệt. Vậy cho nên thành ra trong văn sao đó thì Ấn Tổ Ngài gần như là xiển dương cái pháp môn niệm Phật. Và cái người mà niệm Phật đó đó, thì Ngài nói là muốn vãng sanh đó, thì phải nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện niệm Phật. Đây là con đường của chư Phật để mà thành Phật. Vi trần sát Phật, vi trần 10 phương chư Phật, để thành Phật thì phải nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu mà tín nguyện niệm Phật mà không nghiêm trì tịnh giới thì người này không được vãng sanh. 5 giới phá, sát sanh trộm cắp tà dâm không giữ được. 10 giới sa di phá, giới tỳ kheo không giữ được. Thì tâm người này gần như là bị nghiệp báo nó buộc, nó trói buộc hết toàn bộ rồi. Và công phu niệm Phật không đột phá được. Cho nên niệm Phật phải trì giới, mà trì giới phải niệm Phật. Nếu trì giới không, trong cái lúc thời đại mạt pháp này cũng không thể nào liễu sanh thoát tử được. Có một cái phước báu để mà làm người trong tương lai họ giữ gìn giới được. Cho nên họ có phước báu, đời sau họ làm vua trời người, họ có phước báu. Mà khi họ có phước báu thì họ hưởng phước, họ phải tạo nghiệp sát trộm dâm dối là hưởng phước tạo nghiệp xấu ác. Đời thứ ba là họ đọa chắc luôn. Người giữ giới họ có cái phước lạ kỳ, cái phước họ đặc biệt lắm. Mà giới pháp của Phật dạy mà nếu giữ được thì long thần hộ pháp gia hộ. Một giới không sát sanh, hay là không trộm cắp, hay không tà dâm là 25 vị thiên thần đi theo hộ cho mình. Hộ giới, hộ giáo, già lâm thánh chúng hộ trì cho mình.
Nhưng mà nếu vào thời mà chánh pháp, mà thời mà đầu tiên Đức Phật 1000 năm á, họ giữ giới cái họ thành tựu được, họ chứng đắc thánh quả liền, căn lành họ sâu dày. Bắt đầu 1000 năm thứ hai tượng pháp á, thì họ phải thiền định nữa. Bắt đầu 10000 năm mà pháp còn lại, bắt đầu năm vào thời điểm này là đã là 1000 năm của 10000 năm mạt pháp, thì Phật quyền ký trong kinh Đại Tập là phải trì giới nhưng cũng phải niệm Phật. Hai cái này phải đi đôi với nhau. Đây là con đường của chư Phật thành Phật. Vi trần Đức Phật để thành Phật thì phải đi trên con đường này. Nghiêm trì tịnh giới, đây là việc mà rất là quan trọng. Ngày mai sẽ nói sâu chuyện này hơn. Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng ta đang hành trì cái giới thứ 9 là không ăn chiều. Hôm nay là gần một tháng. Hồi trước là Giác Nhàn cũng có không ăn rồi ăn lại, không ăn rồi ăn lại, cũng khá thời gian hơi nhiều, hơi lâu, mấy lần. Có năm 2013 là lâu một năm. Sau đó rồi thì không giữ được là do cả đại chúng không có đồng để làm. Cái lực của cả đại chúng đặc biệt. Thì hôm nay nói một chút xíu những cái phản ứng phụ khi mình không ăn chiều. Nó có những phản ứng phụ mà mấy anh em phải biết được điều này. Có những lúc mình buổi trưa mình ăn quen theo ít quen, cái bao tử nó nhỏ, mình ăn ít. Sáng cái nhắn cho cô Diệu Hằng ở Hà Nội. Thứ hai nữa là buổi sáng mình cũng không quen mình ăn, nhất là những người ở ngoài đời chiều họ ăn một bụng no cho nên sáng họ không được. Nhưng mà chiều mà không ăn thì sáng ăn rất ngon, đặc biệt cái chỗ này. Nhưng mà sáng mình ăn cho nó vừa phải, đừng có ít quá. Trưa ăn cho nó vừa phải cũng đừng ít quá, thì thân thể mình không bị ốm gầy quá. Nhưng mà nhịn một buổi chiều cũng chưa đến nỗi ốm. Nếu mà một ngọ đó thì có khả năng gọi là tương đối nó xuống cân. Vì vậy cho nên thành ra buổi sáng mình ăn đừng có no quá, cũng vừa hơn như bình thường một chút. Trưa cũng vậy, chiều nghỉ luôn. Nếu mà sốt bụng quá thì có thể mình dùng một chút bột, mà phải dùng cái bột cái lúc mà nó qua khỏi cái giờ đói. Ví dụ 5-6 giờ mình chiều mình dùng khoảng mà cho nó qua khỏi cái giờ đói. Mà khi mà có người mà họ chịu đựng được cái cơn đói á, thì cái sức đề kháng và cái sức chịu đựng của họ đặc biệt. Thường là những người lúc lâm chung á, họ ăn không được, họ đói. Có những người họ chết thành ma đói, bởi vì họ đói quá mà họ chết. Họ chịu không được là thành quỷ đói cũng có. Khi mình hộ niệm cho họ thì họ an trụ vô trong Phật hiệu thì có thể họ vượt qua khỏi cơn đói đó. Nhưng nếu mà bây giờ mình tập được những cơn đói đó để cho bụng trống, gọi là bụng rỗng tâm không, như là ngài gọi là Hư Vân nói đó, thì khi mà mình thường để cho cái bụng trống vào buổi chiều á, thì tâm mình nó sảng khoái lắm, nó trống trải lắm, mà nó thanh tịnh lắm. Tu thiền tịnh mật gì cũng dễ nhiếp vô định được. Mà khi mình chịu cơn đói quen rồi, cái lúc lâm chung cái thân này nó không tiếp nạp được nữa, mình đã thường xuyên chịu được cơn đói buổi chiều. Có những cái lúc mà mình chịu được cơn đói á, thì nó thấy rất là bình thường. Cho nên trong cái cõi này mình tu, mình phải luyện thân tâm này, luyện cho thân tâm này. Cho nên thành ra có người hỏi Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Thích Phổ Tệ, vì sao Hòa Thượng sống được 105 tuổi, sống lâu như vậy. Nghe Ngài nói này, nói câu này mà Giác Nhàn lưu tâm đặc biệt. Muốn cho được sống thọ 80, 90, 100, 105, hay Ngài Hải Hiền 112, Ngài Hư Vân hình như 120, thì phải làm sao cho thân tâm thanh tịnh sạch sẽ. Thân tâm sạch sẽ thanh tịnh. Thân mà muốn cho sạch sẽ đó, thì thân này phải là kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Đồ chay rất tinh khiết, không nên ăn mặn thì thân này sẽ sạch sẽ. Làm thử thấy có kết quả. Thân mà ăn lòi huyết nhục vô đó, thân dơ bẩn. Những lòi tanh có huyết nhục á, thường có người ăn vào thì tâm hôn ám, trong văn sao Ấn Tổ nói. Và thân này không trộm cắp, không dâm dục, ba cái nghiệp của thân giữ cho tinh sạch. Ấn Tổ dùng danh từ gọi là giữ thân như ngọc. Thân trong sáng như viên ngọc, viên ngọc trong suốt như pha lê, không có một tì vết, thì gọi là giữ thân như ngọc, không cho tì vết. Thì người này nghiêm ngặt tịnh giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ấn Tổ hay nói, dâm tâm không trừ làm sao liễu thoát sanh tử được.
Mà dâm dục thì chúng sanh mình từ nơi dâm dục mà sanh, cha mẹ ân ái mới sanh ra mình. Mình cũng có ân ái cho nên chui vào trong đó. Cho nên hình Ấn Tổ nói giữa giới này là gì? Dễ phạm, khó giữ vô cùng. Trời, đọc vào trong văn sao thấy Ấn Tổ ngày nói để mình liễu sanh thoát tử. Khó giữ chứ không phải dễ. Ân ái giữa nam nữ mình giữ được rồi phải không? Vợ chồng giữ được. Ân ái với cháu, với con, ân ái với cái thân này lúc lâm chung không xả ly nó được để mình hân nguyện tịnh độ, dính mắc luôn. Cho nên chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ nói cõi trời Quan Âm họ hưởng hết phước rồi, cái họ xuống họ làm con người mình, họ ăn cơm vô thân thể thô kệch, nam nhìn nữ, nữ nhìn nam, cái bắt đầu là khởi râm dục niệm, tìm chủ kính bắt đầu để thỏa mãn dục niệm. Mà con người mình cũng còn hổ thẹn cho nên đi tìm chỗ kính, chứ loài súc sanh nó hết hổ thẹn cho nên chỗ nào nó cũng có thể hành dục được hết. Cho nên thành ra cái loài súc sanh, cái phước báu nó cạn và cái hổ thẹn nó không còn nữa. Cho nên nó phải là gì? Trần truồng đi ngoài đường luôn. Trần truồng đi ngoài đường luôn. Khiếp không? Nhưng mà con người mình giữa con người mình, người làm dê, dê làm người, người làm súc sanh làm người, như đường tơ kẻ tóc, như lật trở bàn tay, rất dễ. Nếu mà mình thực sự không có tu để liễu sanh thoát tử thì đời sau làm súc sanh dễ lắm, rất dễ. Cho nên Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tệ, con Thích Phổ Tệ có nói là muốn cho sống thọ thì phải thân tâm sạch sẽ, thanh tịnh. Mà cái người mà thường buổi chiều họ không ăn, dẫu cho khi ăn chay rồi đó nghe, mà giác nhàn nói là buổi chiều không ăn, cái bụng mình nó rất sạch, sạch lắm. Bởi vì cái thời bữa trưa mình ăn xong thì đến chiều mình công phu xong thì cơm nó đã xuống đường ruột rồi. Và gần như sáng hôm sau mình đi vệ sinh thì gần như đường ruột mình rất là sạch, bao tử mình rất là sạch, chữa rất rất nhiều bệnh. Mấy anh em coi đi coi lại cái điều mà giác nhàn coi như là dày công lên trên mạng và tìm cái vấn đề mà chính điều mà không ăn chiều nó sẽ chỉ bách bệnh và khoa học cũng như Phật học. Hôm trước thầy Nhuận Minh đọc trong cái đĩa vừa rồi đó, hồi nãy các cụ bên ngoài coi đó. Khi bắt đầu mình bước đến tuổi 50 như giác nhàn, thực sự chưa tới 50 như thầy Minh, bắt đầu 40 là bắt đầu cái hệ thống tiêu hóa, tim gan tỳ phế thận, nhất là bao tử của mình bắt đầu nó yếu rồi. Bởi vì mình lạm dụng, mình cho nó sử dụng nhiều quá, mình bắt nó làm việc nhiều quá, sáng trưa chiều ăn vặt nữa. Ấn Tổ nói là dạy trẻ con đừng ăn vặt để khỏi sanh bệnh. Mình ăn đủ kiểu cho nên thành ra là thân thể mình nó bệnh. Bây giờ giác nhàn nghiệm lại thấy một số các vị như Hòa Thượng Trí Hoàng, ngài cũng không ăn chiều từ khi thọ sa di đến nay 83 tuổi. Một số các vị hòa thượng lớn, một số các cụ như vừa rồi hai cụ ở chùa mình, một cụ 87, một cụ 83 mà giác nhàn kêu lên ở khu chuyển tu á, anh em thấy đó, hai cụ đó cũng không ăn chiều, ăn rất ít mà sống đến bây giờ như vậy. Cho nên thành ra muốn cho trường thọ thì thân tâm sạch sẽ. Và thêm cái nữa là giữ cái giới thứ 9 không ăn chiều. Cái chỗ này nên lưu tâm, làm cho bằng được. Anh em mình ở đây hợp tác nhau để mà làm cho được chuyện này. Giác nhàn hôm nay nói để cho mọi người có cái ấn tượng về cái điều này. Và mình quyết để mà mình giữ cái điều này. Có một cái điều mà hôm bữa giác nhàn nghe trong cái video trên YouTube, người ta viết về cái cuộc đời của Hòa Thượng Phổ Tệ đó. Thì ngài không thích xây chùa cao Phật lớn. Hồi nãy đi chung với Thượng Tọa Quang Minh cũng có nói, ngài không có cho xây chùa. Khi đưa ngài lên bệnh viện để lo lắng một năm trên đó, thì ở đây dưới này có một số người đã phát tâm xây cái chùa cho ngài. Ngài cũng không muốn xây chùa cao Phật lớn. Ngài nói là chùa cao Phật lớn để làm gì? Giảng đường lớn đẹp để làm gì? Phòng ốc lớn đẹp để làm gì? Mà trong khi đó là tình thầy trò và lục hòa không giữ được. Hòa Thượng nói có cái ý của ngài. Bởi vì một số những người họ xây chùa mà cái điều kiện kinh phí và cái phước báu không có, họ đi mượn mỏ xin xỏ, phan duyên quá đi, ngài la là la những cái người đó thôi. Cho còn những người mà họ có phước báu và có những người ứng cúng phát tâm cúng dường như chùa của ngài, một số những vị đến cúng dường đó thì cái phước báu đủ thì vẫn xây lên để trở thành một cái cảnh già lam, để cho cái văn hóa Phật giáo của mình lưu truyền về sau, người ta biết chùa chiền thì cũng tốt thôi. Nhưng mà riêng về cái việc mà ngài rầy những người đó là phan duyên, không có điều kiện kinh phí mà mượn mỏ xin xỏ, rồi phan duyên mất đi cái chuyện chính của mình tu hành, được cái gì đâu, thấy không ạ? Quan trọng là tình thầy trò, sống lục hòa, thân hòa cùng ở, khẩu hòa không có tranh cãi, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu,
lợi hòa đồng quân. Ngài nói cái chỗ này quan trọng. Cái chỗ này là phải xây cái chùa tâm linh trong từng con người ở trong đó mới là quan trọng. Ngài nói cái chỗ này nè. Và Ngài nói một câu mình nghe thấy kinh khủng. Tôi lạnh lùng xa lạ và tôi không thích gần gũi tiền. Bây giờ thấy cuộc đời của Ngài, hôm bữa có quay cái video á, mà Ngài ngồi ăn cơm á, gác hai cái chân chéo lại, Ngài cầm cái đũa trên một cái bàn rất đơn giản, rất nhàn phục. Quá đơn giản, cuộc sống của vị lão Phật gia này quá đơn giản. Cho nên cái người mà càng sống đơn giản chừng nào thì tuổi thọ họ càng cao, đầu óc của họ càng minh mẫn. Rất đơn giản. Ngài kêu tôi xa lạ với tiền, tôi không muốn gần gũi tiền. Còn chúng sanh thì sao? Tiền là huyết mạch, tiền là cuộc sống, không có chịu không nổi. Do mình định đoạt, do mình chấp nhất vô, tài sắc danh thực thì ngũ dục cứ buộc vô trong đó thôi. Cho quý vị thấy cái chùa của mình từ năm 2000 lên là một mái tôn che, mãi đến nay 21 năm, hồi nãy Giang Nhàn nói với Thượng Tọa Quang Minh, 21 năm vẫn là chùa tôn. Về sau đất tôn giáo đủ duyên rồi làm phòng hộ niệm, tùy có ai cúng thì làm, không có là thôi. Khỏe lắm. Một số các vị thầy học chung như Thượng Tọa, bữa lên thăm Thượng Tọa kêu trời ơi, Phật tử về mấy ngàn người, lúc trước tôi thấy trên băng đĩa của thầy kinh khủng người, mà sao thầy để cái chùa tôn như vậy kia? Không, cái duyên nó như vậy. Mà Giang Nhàn mục đích là đem pháp môn tịnh độ đến mọi người, in kinh, in sách, phóng sanh, giúp đỡ người nghèo, làm chuyện đó trước, nuôi chúng đã, còn chuyện xây chùa tùy duyên để sau. Mình phải học theo các vị lão sư tiền bối đi trước. Họ Thượng Tịnh Không còn đặc biệt nữa, qua bên Úc người ta cúng dường cái nhà thờ đó, Ngài sửa sang cái gì á, bên trong thôi, còn bên ngoài á là Ngài vẫn bỏ cái cây thánh giá thôi, mà cái hình thức của cái nhà thờ vẫn để nguyên, sợ mấy cái người con chiên hoặc là mấy cái vị công giáo mà họ sửa lại giống như cái chùa họ bị mặc cảm đi, họ kêu bán nhà thờ họ bị mặc cảm đi, mà đúng cái luật họ bán rồi thì mình sửa theo sửa không? Sửa theo kiểu của mình không? Mà Ngài kêu sợ con viên hoặc người công giáo người ta thấy người ta nản, người ta bắt không được vui á, cho nên Ngài để cái hình thức bên ngoài là cái nhà thờ mà bên trong là cái chùa, bên trong là tự Phật. Những cái hình thức bên ngoài rất đơn giản, các vị lão sư mình rất đơn giản, Ngài Hải Hiền cũng vậy, đơn giản lắm. Giữ cho được cái đơn giản này. Mà khi những người mà họ sống cái đơn giản như vậy, trong cái nội tâm họ cực kỳ là an vui, một khối bình an hạnh phúc. Cái đó là cái việc mà mình thấy những người mà họ xe xua lè lẹt bên ngoài mà cái âm đức họ không đủ thì gần như bên trong nó rỗng. Còn một số các vị mà họ có đạo đức, họ có đức độ và họ có khả năng, họ xây chùa cao Phật lớn như Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài xây bên Việt Nam Phật Quốc Tự, xây trường Phật học Huê Nghiêm, đức độ của Ngài lớn, cho nên thành ra Ngài làm là có hộ pháp đến và hộ liền, Ngài rất là khỏe an vui, thì phải tán dương cho những vị mà có khả năng như vậy để duy trì cái mạng mạch và cái ngôi Dạ Lam để cho lưu truyền ở cho hậu thế. Đó, mình hiểu hiểu cho sâu xa là nó như vậy. Ngày hôm nay có nói đến 10 đại đệ tử của Đức Phật một chút, đó là Ngài Mahakayip. Ngài là tu hạnh Đồ Đà đệ nhất, Ngài khổ hạnh, Ngài chuyên môn đi khất thực đến những nhà nghèo. Ngược lại với Ngài là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, thì thường là đi đến nhà giàu khất thực. Còn Ngài Mahakayip là đi đến chỗ nhà nghèo. Ngài nói rằng người nghèo người ta thiếu phước, cho nên mình đến đó mình kết duyên với họ. Thì có một cái lúc Ngài đi đến đó thì gặp một cái bà già, bà nằm ở ngoài đường, bà rên rỉ, bà lạnh lẽo quá. Và bà cầm trong một cái bát đó đựng mấy cái nước cơm mà bị thiêu, bị hôi, người ta cho bà qua ngày nó bị thiêu rồi. Thì Ngài nói sao mà bà lạnh, bà nằm thấy khổ cực như vậy. Thì bà già bà nhìn Ngài, bà kêu con nhìn Ngài, con có thấy Ngài cũng khổ cực giống con lắm. Ngài Mahakayip là áo đồ của Ngài lấy giải ở trong nghĩa địa, Ngài nhuộm, Ngài bận, và Ngài bận rất là vải bô, coi như là quấn y của Ngài là coi như là bình thường lắm. Cho nên thành ra Ngài kêu tôi thì thực sự cũng nghèo, mà tôi bán cái nghèo này cho Phật hết rồi, cho nên thành ra hình thức nghèo mà trong tâm tôi không có khổ đâu, không có nghèo. Bà già này giật mình hỏi sao Ngài làm được như vậy. Hình thức tôi là tôi khổ hạnh như vậy mà trong tâm tôi thấy đầy đủ. Thì bà già bà tự soi lại, bà thấy là bà là vừa là hình thức bên ngoài, bây giờ tâm bà cũng thấy bất an nghèo nữa. Thì bà già mới hỏi vậy bây giờ Ngài chỉ cho con bằng cách nào con được như Ngài mà hết cái nghèo kia, bà bán cái nghèo cho tôi đi. Hỏi làm sao con bán cái nghèo cho Ngài được.
Khi bây giờ trong bà có cái gì trong trong cái gì của bà là quý nhất trong hiện tại đây lúc này, bà kêu quần áo rách rưới không có gì hết, có miếng nước cơm thiêu, nước gạo thiêu á, hôm qua người ta cho bây giờ còn thiêu chưa uống được, cái thôi bà cúng dường cho tôi cái này đi, tức là bà đã bán cái nghèo rồi đó. Thì bà lấy cái nước cơm thiêu bà cúng cho ngài. Ngài chuyên môn ăn đồ thiêu, những đồ nào mà bỏ thiêu gì đó là ngài lấy ngài dùng. Hạnh Đầu Đà là vậy đó, hạnh Đầu Đà có 10 hạnh để chúng nó đọc cho nghe. Cuối cùng bà này cúng dường ngài và ngài uống hết và ngài hoan hỷ, bà cũng hoan hỷ. Thì bà này chết sanh thiên. Mà riêng ngài Mahakayip là ngài sống thọ nhất trong 10 đại đệ tử. Ngài A Nan gọi là Đa Văn đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, Phú Đâu Na thiết pháp đệ nhất. Rồi ngài là Đầu Đà đệ nhất, Phật hay tán thán ngài và ngài sống thọ nhất trên 100 tuổi, Mahakayip. À, thì cái hạnh Đầu Đà của ngài là chọn nơi hoang vắng, vắng vẻ ngài ở và hay ở trong nghĩa địa nữa để nhìn thấy đám ma, rồi cái xác người ta phơi bày lên để mà quán cái thân mình bất tịnh như vậy đó, ngài Mahakayip. Thứ hai là sinh hoạt bằng pháp trì bình, tức là đi khất thực trì bình. Một bữa trưa người ta cho cái gì dùng cái đó, có bữa cho ít thì dùng ít. Và thứ ba là thường ở tại một nơi, tức là ít có đi đâu, di tản đi nơi xa. Ngày ăn một bữa, sáng không ăn luôn, qua giờ ngọ không ăn, gọi ăn một ngọ. Tài sản gồm có ba y một bát, rồi ba tấm y một bát. Thứ bảy là tư duy dưới gốc cây. Thứ tám là thường ngồi giữa đồng trống. Thứ chín là mặc áo phấn tảo, tức là những người mà mất rồi giải quăng ra ngoài bãi tha ma, rồi giải rách ngày, giặt sạch ngày nhuộm đi, bắt đầu ngày bận áo của ngài là coi như là đơn giản và vá nhiều nhất. Thứ mười là sống tại các bãi tha ma, hay bãi mà người ta văng xác chết đồ ngoài chôn nghĩa địa rồi hay sống. Vậy mà ngài trường thọ, sống trên 100 tuổi. Vì hôm nay đại chúng của mình thực sự là có cái nhân duyên lành như chú Thiện, em của chú Linh á, chút xíu mới 13 tuổi mà ổng đẹp lét, nhìn ổng chút xíu một siêu à, cũng phát tâm ngay sư phụ nói nhìn ăn chiều luôn. Rồi cả đại chúng của mình đồng thuận hết. Vì lý do vì sao được như vậy? Vì cái người mà nói ra có nhân duyên với những người nghe, và người nghe có nhân duyên người nói. Tức là quý anh em huynh đệ có duyên với Giác Nhàn, anh em thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay nói các anh em hoan hỷ không trống trái, đồng thuận hết. Gần 100 người trong này không trống trái, hoan hỷ hết. Hôm bữa đưa bột là ai cũng xách bột về vui vẻ. Thầy đồng trì hôm qua thầy gặp thầy nói, lớn tuổi rồi thầy cũng gần 80 rồi đó, 2 tháng trời không ngủ được, nằm trằn trọc lục đục suốt cả đêm không ngủ được, chúng người khó chịu vô cùng. Lúc đó có ăn chiều, vừa hôm bắt đầu tuần trước không ăn chiều, bữa nay vô giấc ngủ là ngủ, vô giấc ngủ là ngủ. Tuy rằng nó đói nha, có những đêm Giác Nhàn nó đói, làm công việc suy nghĩ để lo chuyện vấn đề giảng rồi công việc rồi nó đói. Nhiều lúc mình suy nghĩ là bắt đầu nó đói nha, nó cồn cào nó đói, nhưng mà uống nước ấm hít thở cái đi dạo qua cơn đói là nó sảng khoái. Thầy nói là làm như sư phụ chỉ, tối ngủ ngon, không mất ngủ nữa. Thường cái bụng của mình mà nó no, mình tưởng là ấm ấm mà dễ ngủ ngang, mà thực ra lại khó ngủ, hoặc giả ngủ không say hay thức giấc. Một tháng nay là Giác Nhàn coi như là vô giấc ngủ trong vòng 3 đến 5 phút, không đi tiểu đêm, bởi vì đâu có ăn uống gì đâu. Cái chỗ này anh em nên để sâu trong tâm của mình và lưu tâm được cái việc này để chiêm nghiệm, mỗi người thấy mỗi cái kết quả của nó. Ngủ không mộng mị, không đi tiểu đêm, ngủ rất an bình, rất sâu. Có những đêm Giác Nhàn vừa nằm xuống mở mắt ra, vừa nằm xuống mở mắt ra là thấy 1:30, giống như là mình mới chớp mắt. Trời ơi, cái giấc ngủ nó sâu mà từ xưa giờ chưa từng có. Vừa nằm mở mắt ra từ 8:30 đến 1:30, 5 tiếng mà tự nhiên là mới chớp mắt. Mình tưởng chừng như là gì, trong 10 mấy 20 phút, nửa tiếng trở lại, mà trong khi đó là 5 tiếng đồng hồ rồi. Thấy cái cơ thể của mình khi mà không cho thức ăn vô, Nó được nghỉ ngơi mà nó đưa mình vào giấc ngủ sâu không? Sâu cho nên mới có trạng thái như thế đó. Không mộng mị, ngủ một giấc dậy, có những lúc mà cái mộng đẹp, hầu như là không có giấc mộng. Cơ thể mình nó liên lạc giữa sự ăn với sự ngủ, nó liên lạc một cách chặt chẽ, và nó liên lạc đến cái tâm linh rất chặt chẽ. Cho nên Phật mới chới ra cái giới đó là giới thứ 9 không ăn chiều cho sa di. Hôm nay nói ra sa di là bởi vì các Phật tử cũng có thể nghe cái giới này và làm được.
rất nhiều Phật tử họ hưởng ứng chuyện này. Chùa mình bữa nay là phải chấp hành nghiêm 100%. Sáng vẫn dọn thức ăn đầy đủ, trưa thức ăn đầy đủ, thiếu cho bột là không bao giờ thiếu dinh dưỡng. Đó là cái việc mà hôm nay thông báo với đại chúng. Bây giờ thầy Minh đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ nói về cái việc ăn chiều và ăn nhiều quá nó trung tiện, xả hơi dưới. Và nếu mà nó thành thói quen rồi lên chánh điện còn xả hơi dưới như vậy trung tiện thì đời sau làm giò như không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị ăn nhiều và quá no sẽ bị trung tiện. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tế ấy. Nếu người ta mời, bèn viện cớ chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khỏi bị người ta mời, vừa chẳng bị phí tiền oan uổng mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo, quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa, chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn 10 mấy phần ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạn thọ. Hãy ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng, chứ xét rốt ráo ra, chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vải trung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ắt sanh làm loài dồi trong hầm phân, chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lạnh, cảm thấy không ổn, hãy vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kềm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh, lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng trung tiện, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này. Có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng, đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Theo quan điểm của Phật giáo, không ăn chiều có những lợi ích như sau. Trong kinh Xứ Xứ có liệt kê 5 loại phước đức có được do không ăn sau giờ ngọ. 1. Ít dục vọng, thiểu dâm. 2. Ít ngủ, thiểu thùy. 3. Tâm định, đắc nhất tâm. 4. Không bị vấn đề đầy hơi trong bụng, thiểu hạ phong. 5. Thân thể yên ổn và không bệnh, thân đắc an ổn, diệt bất tác bệnh. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng không ăn sau giờ ngọ thì có thể được phước. Ngoài ra trong luận Đại Tỳ Bà Sa cũng cho rằng không ăn sau giờ ngọ làm bớt ngủ mê, giảm đi vấn đề giữ thức ăn qua đêm, giúp tâm dễ nhập định. Và do có những lợi ích như vậy nên chỉ ăn vào lúc giữa trưa. Trong kinh Trường Trảo Phạm Chí Thịnh Vấn có nói lý do 40 cái răng của Như Lai sạch, trắng và thẳng tắp là do sự nghiêm ngặt tránh ăn phi thời mà Ngài đã thọ trì trong những kiếp trước. Trong kinh Tỳ Ni Tam Muội có giải thích như sau: buổi sáng là giờ chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, buổi chiều là súc sanh ăn, và buổi tối là giờ quỷ thần ăn. Ngày nay để tạo nhân duyên cho sự thoát ly sáu nẻo và noi gương chư Phật ba đời, việc ăn vào lúc giữa trưa được xem là đúng lúc để ăn chánh thời.
Vì thế ngay thời bây giờ, tại Ấn Độ và các quốc gia mà ở đó Phật giáo Nam truyền thịnh hành, giới điều không ăn sao ngọ của Đức Phật vẫn còn được thọ trì. Tại sao việc ăn ngày một bữa quan trọng như vậy? Bởi vì khi bụng no thân ấm thì nghĩ về dâm dục, càng no đủ càng nhiều dục vọng. Vấn đề này đã được thảo luận Kinh Trường A Hàm, quyển 22, phẩm ghi chép về thế giới, nhân duyên căn bản của thế giới, và có ghi lại những chúng sanh cõi trời Quan Âm khi hết phước báo và bị đọa xuống nhân gian thì họ bắt đầu ăn cơm, thân thể trở nên thô kệch, xấu xí và mang tướng nam, tướng nữ. Họ nhìn ngó lẫn nhau, rồi sanh khởi dục niệm và họ đi đến nơi kín đáo để làm hạnh bất tịnh. Và có câu thành ngữ Trung Hoa nói rằng, đồ ăn uống sanh ra nam nữ. Điều này chứng minh rằng, dâm dục là từ sự ẩm thực quá lượng mà ra. Và nếu đó là việc ăn phi thời, thì đó là vấn đề phá giới. Nam mô A Di Đà Phật. Về giới luật của nhà Phật thì nó có khai giá, trì phạm, danh chủng, tánh tướng. Có những lúc khai, người đó uống rượu được là do họ bệnh, cần phải có rượu để dẫn thuốc, và thuốc đó phải có rượu để nó mới dẫn thuốc và chữa bệnh được, cho nên bạch với đại chúng dùng rượu được. Người đó bị bệnh cho nên uống thuốc, cần phải ăn chiều là cháo. Đó là khai. Vừa hết bệnh rồi thì bạch với đại chúng không được uống rượu nữa, pha với thuốc không được uống nữa, thì gọi là trì gìn lại, giữ lại. Hết bệnh rồi không ăn cháo nữa, bắt đầu nghỉ ăn chiều. Mà thường cháo nó có bã mình nhai nó vẫn dính vô ăn chiều, còn bột là thành nước nhuyễn rồi đó. Thì nhiều lúc mình sốt ruột quá mình cho vô một ly thì cũng gọi là khai. Tuy nhiên nếu mà chịu đựng được thì cho qua luôn. Hôm bữa chỉ có đặt 33 tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi lên trên này chiều không ăn hôm bữa đó, mãi đến 8 giờ về nó sốt, nằm đến 8 rưỡi đến 9 giờ chưa ngủ được, là biết cái bao tử mình nó bữa đó làm việc nó hơi khó chịu. Uống miếng bột vô nó ấm cái nó ngủ được. Rồi hôm sau nó còn mon men, nó đồ uống thêm cái giờ đó nữa, thì mình cho nó uống, nhưng hôm sau nữa là dứt. Thì hôm bữa giờ một tháng chỉ uống có 2 lần bột. Bây giờ chịu đựng được cơn đói. Đó là cái việc hôm nay nói động viên cho anh em huynh đệ là thấy kết quả cái việc mà mình nhịn chiều trong giấc ngủ làm sao, công phu tu hành ít hôn trầm sao, vân vân, là tự mỗi người cảm nhận thấy. Hồi sáng thầy Long trở lên giấc nhàn nói công nhận cái giới không ăn chiều nó có một cái sự tác dụng nó nhanh thiệt. Mới có mấy ngày thôi mà mình cảm giác thấy là cái sự tu mình nó khác, và cái tâm của mình nó thanh tịnh, giống như là trong kinh Xứ Xứ có nói 5 điều đó, dễ đắc nhất tâm. Thì thưa quý vị, mỗi lần giác nhàn lên nhìn thấy 33 tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân với tượng Ngài Địa Tạng thì trong lòng quan hỷ vô cùng, mơ ước cũng từ lâu. Đáng lẽ những tượng này ở khu chiên tu, nhưng mà sau đó rồi ở dưới đó chưa có xây dựng xong, bây giờ đặt lên trên này rất là quan hỷ. Ai đến họ cũng quan hỷ. Cô Hường của nó hôm trước cô lên cô lạy 500 danh hiệu Bồ Tát, buổi sáng mình lạy 250, xong cô đi cô lạy từng ngày. Mà họ làm điêu khắc một cục đá mà ra ba màu, cái đế dưới màu đen mà bóng, cái áo màu hơi là trắng trắng, còn bên trong cái thân của ngài, mặt của ngài một màu nữa, nó mịn mà nhìn sắc sảo đẹp, ưng ý hết sức. Cho nên hình ra hôm nay cũng là cái duyên mà đạo tràng Hương Nguyện, cô Diệu Nga, cô Bích, rồi cô Phương, rồi cô Hường, một số mọi người cũng có mặt ở trong đây để phát tâm để cúng dường, rồi một số Phật tử nữa để phát tâm cúng dường. Cái duyên nó thù thắng 1.4 tỷ mà coi như là họ gom rồi cúng cái, rồi một số Phật tử nữa Sài Gòn nữa là đủ. Bây giờ mang về tượng đặt nơi chỗ nào là thấy cái không gian đó nó có sinh khí liền, nhìn thấy quan hỷ liền. Cho nên thành ra những bức tượng của Phật, của Bồ Tát có Long Thần Hộ Pháp gia trì bảo hộ. Lúc trước mà ở dưới Bà Rịa, cái cơn bão mà nó vô trong tới biển, mà nó vô trong đất liền, cây cối xung quanh sụp ngã hết, mà riêng cái chánh điện tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong chánh điện như vậy mà xung quanh bay hết trơn, mà riêng cái chỗ cái mái tôn mà chỗ ngài ngồi không bị. Đặc biệt có các vị họ giáo hộ giới coi như Già Lam thánh chúng mà bảo hộ tượng, mà đặc biệt lắm. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là nhìn tượng Phật, tuy rằng là cốt đá xi măng, các vị Bồ Tát là gỗ, là bằng đồng, bằng chì, bằng tranh ảnh, phải không, mà như Phật thiệt. Cái lòng tôn kính của ngài nói là như Phật thiệt,
Thì người mà thấy là như Phật thiệt thì họ lễ Phật, thì công đức người này bất khả tư nghị. Cho nên mới nói rằng là Phật nhìn tất cả chúng sanh là Phật, mà tất cả chúng sanh nhìn Phật là chúng sanh luôn. Tâm mình chúng sanh cho nhìn thấy Phật là chúng sanh luôn. Thì thôi, hôm nay thời gian thì không có được nhiều, chỉ có 40 phút thôi. Giới hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Tân Sửu, tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm long trọng tổ chức lễ phóng sanh. Hôm nay chư vị Phật tử văn tập về tại chùa phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và tất cả chúng sanh này hôm nay được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại xoải rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là những công đức mà trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xuất sanh là do nhiều đời đã tạo nhiều nghiệp xấu ác từ nơi thân khẩu ý. Nhất là tạo nghiệp tham sân si, vì nghiệp si mê mà không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo nhiều nghiệp xấu ác. Giờ đây thân mạng ngắn ngủi, sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn trong bếp nhà người. Hôm nay quý vị hãy tỉnh ngộ phát Bồ Đề tâm, sám hối nghiệp chướng, quy y tam bảo, phát Bồ Đề tâm chuyển thân xuất sanh để vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc quốc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tầm thiền tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diệt tội tiêu thiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bát công đức thị tại thiên chơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Ca trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng để đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khi ghê bạn nhi thình tịnh độ sở vị đào nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm ưu yển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Này các loài chúng sanh kia, khi hòa thân xuống sân đa hướng ta về tác vào hòa đường chứa này là người đầy đầu gặp theo pháp thân nhưng niềm không chi nào cầu hòa gia đình đồ hòa chứng được coi hoa mai để đồ thân chúa sân đa đa đồ tình đồ phòng Bồ Tát đa đồ tình đồ phòng Bồ Tát đa đồ tình đồ phòng Bồ Tát. Ba chúng sanh đây có bao nhiêu
lòng quy quan quy tâm là hết lòng sám hối là tâm thiện nhân là đầy các loài chúng sanh là hôm nay các vị quy Phật chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cụ Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại chứng minh.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phụng Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vụ Thuần Quân Thời Dân An Thiên Hà Thái Bình Chúng Sinh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này sinh về cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng kỳ an cho tất cả mọi người đang bị dịch bệnh COVID trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam. Hồi hướng cho chư vị Phật tử hiện diện và tất cả chúng sanh, và hồi hướng cho gia đình Phật tử phát Bồ Đề tâm cúng dường trai tăng phóng sanh Nguyễn Thị Loan Pháp Danh Hiền Ngọc ở Kentucky, Hoa Kỳ. Và quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm phóng sanh cúng dường trai tăng hồi hướng kỳ an cho Lê Di họ Pháp Danh Đức Quang 61 tuổi, Lê Thì Vân Ngọc Pháp Danh Liên Tâm 19 tuổi, kỳ an Hoàng Kim Trường, Huỳnh Thị Yến Pháp Danh Nhật Huỳnh, cùng chư vị đệ tử chúng con và tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác, hạnh viên mãn, xuân đa các hạnh, hà bảo bình an, thu tổng tam tai, đông nghinh bách phúc, một hầu đắc Di Đà Thọ Kỳ. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an Nguyễn Văn Cường 48 tuổi, Lê Văn Hùng 52 tuổi, Lê Văn Oanh 47 tuổi, Nguyễn Thị Phương Nga Pháp Danh Nguyên Phúc 55 tuổi, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước khỏe song tu, tự giác giác tha giác, hạnh viên mãn. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho chư vị chết vì dịch bệnh corona trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho giác linh cố đại lão đệ tam pháp chủ hòa thượng Thường Phổ Hà Tuệ Thế Danh Bùi Văn Quý Tạ Thế Phú Yên, thủ đô Hà Nội, lúc 3:22 ngày 16 tháng 9 âm lịch Tân Sửu nhằm ngày 21 tháng 10 năm 2021. Cao Đăng Phật Quốc Thượng Phẩm Thượng Sanh hồi hướng kỳ siêu cho chư vị hương linh. Nguyễn Văn Sinh Pháp Danh Bùi Hải Hưởng Thọ 75 tuổi, Đinh Văn Thịnh Pháp Danh Bủ Ngọc Hưởng Thọ 82 tuổi, Đinh Văn Long Pháp Danh Minh Hòa Hưởng Thọ 65 tuổi, Nguyễn Thị Thuân Pháp Danh Diệu Tình Hưởng Thọ 77 tuổi, Trần Thị Bảy Pháp Danh Diệu Giác Hưởng Thọ 69 tuổi, Nguyễn Văn Sang Pháp Danh Minh Giác Hưởng Dương 49 tuổi, Nguyễn Thị Tiết Văn Pháp Danh Diệu Kim Hưởng Dương 32 tuổi, Nguyễn Ngọc Minh Pháp Danh Minh Kiệt Hưởng Dương 37 tuổi, Lê Văn Bé mất ngày 16 tháng 8 1975 Hưởng Dương 32 tuổi, Nguyễn Văn Long Pháp Danh Minh Hữu mất ngày 6 tháng 11, Phó Thị Hoang Pháp Danh Diệu Sương mất ngày 28 tháng 6, Lê Đông Hồ Hưởng Dương 25 tuổi, Nguyễn Thị Tư Hưởng Thọ 89 tuổi, cùng gia đình Văn Thu Thị Hương Liên Hoa Khánh Hòa, cùng toàn thể cầu siêu chư vị hương linh Văn Sương Phúc Pháp Danh Diệu Âm Hưởng Dương 52 tuổi, Ngô Thị Khế mất ngày 6 tháng 12 2012 âm lịch Hưởng Thọ 91 tuổi, Thái Nhi Lê Văn Duy Bình Pháp Danh Đức An mất ngày 22 tháng 9 2004, Phạm Văn Toàn Pháp Danh Đức Thọ Hưởng Dương 56 tuổi. Đẳng đẳng chư vị hương linh cửu quyền thất tổ thập nhị loại cô hồn quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị. Đẳng đẳng chư vị hương linh thai nhi cùng chư vị hương linh có nhân duyên với chúng con và hương linh do chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại, hôm nay đem công đức phóng sanh hồi hướng cho chư vị tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu, nguyện chữ hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm chim lợi lạc phổ, nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí, tăng ích phước địa ngậm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình, đồng sanh cực lạc, đồng kiển Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A
Di Đà Phật nguyện đem công này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 056100747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.